Cổng nhà không chỉ là nơi ra vào mà còn là cánh cổng mở ra tài lộc, vận may và những điều tốt lành cho gia đình. Theo phong thủy, không gian trước cổng nhà có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định liệu ngôi nhà của bạn có thể thu hút được năng lượng tích cực hay không. Một số vật dụng nếu đặt sai vị trí ở khu vực này không những không mang lại lợi ích mà còn có thể chặn đứng tài lộc, khiến vận may bị đẩy lùi và mang lại những điều không may mắn cho gia đình. Vì vậy, việc lựa chọn và sắp xếp các vật dụng trước cổng nhà cần phải tuân theo những nguyên tắc phong thủy nhất định. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 8 vật dụng tuyệt đối cấm kỵ đặt trước cổng nhà theo phong thủy. Đây là những vật dụng không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ đuổi sạch tài lộc, gây ra những xui xẻo không đáng có. Hãy cùng tìm hiểu để bảo vệ tổ ấm của bạn khỏi những điều không mong muốn và giữ cho tài lộc luôn đong đầy, may mắn luôn hiện hữu trong gia đình. Một, gương phản chiếu ra ngoài đẩy lùi tài lộc và may mắn. Gương là một trong những vật dụng thường được sử dụng trong nhiều gia đình để tăng cường ánh sáng và tạo cảm giác không gian rộng hơn. Tuy nhiên, trong phong thủy, gương cũng là vật phẩm có khả năng phản chiếu và điều hướng năng lượng. Nếu đặt gương ở vị trí phản chiếu trực tiếp ra ngoài cổng nhà, nó có thể đẩy lùi không chỉ những năng lượng tiêu cực mà còn cả tài lộc, may mắn ra khỏi ngôi nhà. Điều này khiến cho ngôi nhà của bạn trở nên lạnh lẽo, thiếu sinh khí và gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Không những vậy, gương phản chiếu ra ngoài còn làm nhiễu loạn dòng chảy năng lượng, tạo ra những xung đột không đáng có trong không gian sống. Những gia đình đặt gương theo cách này thường cảm thấy cuộc sống không suôn sẻ, công việc bấp bênh và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng, thiếu hài hòa. Để đảm bảo rằng tài lộc và may mắn không bị đẩy lùi, bạn nên tránh đặt gương ở vị trí này. Thay vào đó, hãy chọn những vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa tốt lành, như tượng Phật, bình hoa tươi hoặc cây cảnh xanh tốt để tạo ra một không gian tràn đầy năng lượng tích cực, thúc đẩy sự thịnh vượng và bình an cho gia đình. 2. Cây cối héo úa, chết khô tượng trưng cho sự suy tàn. Cây cối xanh tươi, đầy sức sống thường được xem là biểu tượng của sự phát triển, thịnh vượng và tài lộc. Tuy nhiên, khi cây cối ở khu vực trước cổng nhà bị héo úa hoặc chết khô, chúng không chỉ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà còn trở thành dấu hiệu của sự suy tàn, mất mát. Trong phong thủy, cây cối héo úa tượng trưng cho năng lượng tiêu cực, sự đình trệ và khó khăn trong cuộc sống. Những gia đình để cây cối chết khô trước cổng thường gặp phải những vấn đề về sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ. Đặc biệt, cây cối chết khô có thể chặn đứng dòng chảy của tài lộc vào nhà, khiến cho công việc làm ăn trở nên khó khăn, tài lộc bị hao hụt và gia đình luôn phải đối mặt với những thử thách không mong muốn. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và chăm sóc cây cối trước cổng nhà. Nếu cây cối có dấu hiệu héo úa, hãy thay thế bằng những cây mới, tươi tốt và khỏe mạnh hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện phong thủy mà còn mang lại sự tươi mới, sinh động cho không gian sống, thu hút tài lộc và vận may đến với gia đình. 3. Thùng rác, biểu tượng của sự ô uế và năng lượng xấu. Thùng rác là vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình, nhưng việc đặt thùng rác ở khu vực trước cổng nhà lại là một sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy. Thùng rác chứa đựng rác thải, bụi bẩn và những thứ không còn giá trị, do đó, nó là biểu tượng của sự ô uế, tiêu cực. Khi thùng rác được đặt trước cổng nhà, nó không chỉ làm mất đi mỹ quan mà còn cản trở dòng chảy của năng lượng tích cực vào nhà, khiến cho tài lộc bị chặn đứng và gia đình gặp phải nhiều xui xẻo, rủi ro. Thùng rác nếu không được đặt đúng chỗ có thể trở thành nguồn gốc của nhiều vấn đề về sức khỏe và vệ sinh. Mùi hôi từ thùng rác có thể lan tỏa, gây ảnh hưởng đến không gian sống, khiến cho không khí trở nên ô nhiễm và không trong lành. Ngoài ra, việc rác thải tích tụ trước cổng nhà còn làm cho không gian trở nên nặng nề, u ám và có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận của gia đình. Để duy trì năng lượng tích cực và bảo vệ tài lộc, bạn nên đặt thùng rác ở những vị trí khuất, xa khỏi tầm nhìn của cổng nhà. Ngoài ra, việc giữ thùng rác sạch sẽ, thường xuyên đổ rác và vệ sinh thùng rác cũng là cách để đảm bảo rằng năng lượng tích cực luôn được duy trì, giúp gia đình bạn luôn gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. 4. Vật sắc nhọn như dao, kiếm mang lại sát khí và xui xẻo. Các vật sắc nhọn như dao, kiếm, mũi tên hoặc bất kỳ đồ vật nào có hình dáng nhọn thường mang lại cảm giác mạnh mẽ và uy nghiêm.
Tuy nhiên, trong phong thủy, những vật phẩm này lại được xem là mang lại sát khí, năng lượng tiêu cực, gây ra sự căng thẳng, xung đột và thậm chí là các tai họa bất ngờ. Đặc biệt, nếu những vật dụng này được đặt ở khu vực trước cổng nhà, chúng có thể chặn đứng dòng chảy của tài lộc và may mắn vào nhà, khiến cho gia đình luôn gặp phải những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Sự hiện diện của các vật sắc nhọn trước cổng nhà không chỉ làm cản trở tài lộc mà còn có thể gây ra những xung đột không đáng có giữa các thành viên trong gia đình. Những gia đình sống trong không gian có nhiều vật sắc nhọn thường cảm thấy áp lực, căng thẳng và dễ xảy ra tranh cãi. Để bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực này, bạn nên loại bỏ những vật sắc nhọn khỏi khu vực trước cổng nhà. Thay vào đó, hãy sử dụng những vật phẩm mang lại năng lượng tích cực, biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng như tượng Phật, cây cảnh phong thủy, hay các bức tượng mang ý nghĩa tốt đẹp để bảo vệ và thu hút tài lộc vào nhà. 5. Đồ trang trí bằng kim loại bị gỉ sét mang lại năng lượng xấu. Đồ trang trí bằng kim loại là lựa chọn phổ biến để làm đẹp cổng nhà, nhưng nếu chúng bị gỉ sét, thì lại mang đến những ảnh hưởng tiêu cực trong phong thủy. Kim loại bị gỉ sét tượng trưng cho sự suy tàn, mất mát và năng lượng tiêu cực. Khi những vật phẩm này được đặt trước cổng nhà, chúng có thể khiến cho tài lộc bị chặn đứng, không thể vào nhà, và gia đình gặp nhiều khó khăn, xui xẻo. Kim loại thường đại diện cho sự cứng cáp, vững chắc, nhưng khi chúng bị gỉ sét, ý nghĩa này bị đảo ngược, trở thành biểu tượng của sự yếu ớt, dễ bị tổn thương. Điều này có thể dẫn đến việc tài sản trong gia đình bị suy giảm, công việc làm ăn gặp trục trặc và sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng. Để bảo vệ tài lộc và duy trì năng lượng tích cực trong nhà, bạn nên thường xuyên kiểm tra và thay thế các vật trang trí bằng kim loại bị gỉ sét bằng những vật phẩm mới, sáng bóng và mang ý nghĩa tốt lành. 6. Đồng hồ chết, biểu tượng của sự ngưng trệ và mất mát. Đồng hồ là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình và thường được đặt ở những nơi quan trọng như phòng khách, bếp hay cổng nhà. Tuy nhiên, khi đồng hồ chết hoặc ngừng chạy, nó lại trở thành biểu tượng của sự ngưng trệ, trì hoãn và mất mát. Đặt đồng hồ chết trước cổng nhà có thể gây ra những tác động tiêu cực đến phong thủy, làm chặn đứng dòng chảy của thời gian, tài lộc và vận may. Điều này có thể khiến cho gia đình bạn gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc và cuộc sống, và tài lộc không thể vào nhà. Đồng hồ không chỉ là công cụ để theo dõi thời gian mà còn là biểu tượng của sự chuyển động và phát triển liên tục. Khi đồng hồ chết, nó làm gián đoạn sự liên tục này, dẫn đến sự đình trệ trong các hoạt động kinh doanh, công việc và cuộc sống nói chung. Những gia đình để đồng hồ chết trước cổng nhà thường gặp phải những khó khăn trong việc duy trì tài chính, công việc không suôn sẻ và các mối quan hệ xã hội cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Để tránh những ảnh hưởng xấu này, bạn nên kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các đồng hồ trong nhà, đặc biệt là những đồng hồ ở khu vực cổng nhà, luôn hoạt động tốt. Nếu phát hiện đồng hồ chết, hãy thay pin hoặc sửa chữa ngay lập tức để đảm bảo rằng thời gian, tài lộc và may mắn luôn chảy vào nhà bạn một cách suôn sẻ. 7. Biển số nhà bị mờ làm giảm sự nhận biết và giao tiếp. Biển số nhà là vật dụng quan trọng giúp nhận diện ngôi nhà và là yếu tố không thể thiếu trong phong thủy. Khi biển số nhà bị mờ, rỉ sét hoặc hỏng hóc, nó không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn làm giảm sự nhận diện, gây khó khăn trong giao tiếp, đặc biệt là với các cơ hội mới đến với gia đình. Một biển số nhà bị mờ có thể làm mất đi sự kết nối với thế giới bên ngoài, khiến cho tài lộc khó mà tìm đến, thậm chí là mang lại sự cô lập, khó khăn trong công việc và cuộc sống. Để đảm bảo tài lộc và vận may luôn đến với gia đình, bạn nên thường xuyên kiểm tra và thay thế biển số nhà nếu phát hiện có dấu hiệu hư hỏng. Một biển số nhà rõ ràng, sáng sủa không chỉ giúp nhận diện dễ dàng mà còn là yếu tố phong thủy quan trọng, giúp thu hút năng lượng tích cực và các cơ hội tốt lành. 8. Cửa chính bị kẹt hoặc hỏng, cản trở tài lộc và gây rắc rối. Cửa chính là nơi thu hút tài lộc và năng lượng vào nhà, vì vậy việc cửa chính bị kẹt, khó mở hoặc hỏng hóc là một trong những điều tối kỵ trong phong thủy. Một cửa chính không hoạt động tốt có thể làm cản trở dòng chảy của tài lộc, làm chậm trễ các cơ hội tốt và thậm chí mang lại xui xẻo, rắc rối cho gia đình. Cửa chính cũng là biểu tượng của sự đón nhận, vì vậy một cửa chính bị kẹt hoặc hỏng có thể khiến gia đình bạn khó đón nhận được những điều tốt lành và may mắn.
Cửa chính còn là nơi giao thoa giữa không gian bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Khi cửa chính bị hỏng hoặc kẹt, nó không chỉ gây khó khăn cho việc ra vào mà còn làm gián đoạn sự lưu thông của các luồng năng lượng, khiến cho không gian bên trong ngôi nhà trở nên bí bách, khó chịu. Điều này có thể dẫn đến những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày, từ công việc, tài chính cho đến các mối quan hệ xã hội. Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng cửa chính, đảm bảo rằng nó luôn hoạt động trơn tru, dễ mở và không có dấu hiệu hư hỏng. Một cửa chính khỏe mạnh, vững chắc không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà mà còn là yếu tố quan trọng giúp thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng đến với gia đình. Cổng nhà là nơi đón nhận tài lộc, năng lượng tích cực và vận may vào ngôi nhà của bạn. Vì vậy, việc giữ gìn và bảo vệ không gian trước cổng nhà là vô cùng quan trọng trong phong thủy. Bằng cách tránh để những vật dụng như gương phản chiếu ra ngoài, cây cối héo úa, thùng rác, vật sắc nhọn, đồ trang trí bằng kim loại bị gỉ sét, đồng hồ chết, biển số nhà bị mờ và cửa chính bị kẹt hoặc hỏng, bạn sẽ giúp ngôi nhà của mình luôn được bảo vệ, thu hút tài lộc và vận may, đồng thời tránh được những điều không may mắn. Hãy luôn chú ý và cẩn trọng trong việc sắp xếp và bảo quản không gian trước cổng nhà, bởi đây chính là điểm khởi đầu cho mọi sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc của gia đình. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy sẽ giúp bạn và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, thành công và đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Với sự hiểu biết và thực hành phong thủy đúng cách, bạn có thể tạo ra một môi trường sống lý tưởng, không chỉ bảo vệ gia đình khỏi những ảnh hưởng xấu mà còn tăng cường tài lộc, sự thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà của mình. Hãy luôn lắng nghe và áp dụng những nguyên tắc phong thủy này để cuộc sống của bạn luôn tràn đầy những điều tốt lành và may mắn. Trong phong thủy, cửa nhà không chỉ là nơi đón nhận ánh sáng và không khí mà còn là cánh cổng dẫn tài lộc, vận may vào ngôi nhà. Cửa chính đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực và mang đến sự thịnh vượng, bình an. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc giữ gìn và bố trí không gian trước cửa nhà sao cho hợp phong thủy. Những sai lầm trong việc để các vật dụng không phù hợp trước cửa nhà có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, từ việc mất đi tài lộc, vận may, cho đến việc gia đình gặp phải những tai ương không mong muốn. Chính vì vậy, việc hiểu rõ và tránh những vật phẩm cấm kỵ tại cửa nhà là vô cùng cần thiết. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 9 vật tuyệt đối không nên đặt ở cửa nhà. Đây là những vật phẩm mà nếu để ở cửa nhà, không chỉ làm mất đi tài lộc mà còn thu hút xui xẻo, mang lại tai họa cho cả gia đình. Hãy lắng nghe kỹ để nắm vững những kiến thức phong thủy này, bảo vệ tổ ấm của bạn khỏi những điều không may mắn. 1. Gương đối diện cửa chính, phản chiếu và đẩy lùi tài lộc. Gương là vật dụng quen thuộc trong trang trí nội thất và thường được sử dụng để tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn. Tuy nhiên, trong phong thủy, việc đặt gương đối diện với cửa chính là điều tuyệt đối cấm kỵ. Lý do là gương có tính chất phản chiếu, và khi đối diện trực tiếp với cửa chính, nó sẽ phản chiếu toàn bộ năng lượng tốt, đẩy lùi tài lộc, may mắn ra khỏi nhà trước khi chúng kịp bước vào. Không chỉ vậy, gương còn có thể phản chiếu những hình ảnh tiêu cực từ bên ngoài vào trong nhà, mang theo năng lượng xấu và tạo ra sự bất ổn trong cuộc sống gia đình. Việc đặt gương ở vị trí này có thể dẫn đến những hậu quả như sự trì trệ trong công việc, mối quan hệ căng thẳng, thậm chí là những tổn thất tài chính không lường trước. Để tránh điều này, bạn nên cân nhắc đặt gương ở những vị trí khác như hành lang, phòng khách, nhưng tránh để gương đối diện trực tiếp với cửa chính. Một lựa chọn khác là bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy khác như bình hoa, tranh ảnh mang ý nghĩa tốt lành để thu hút năng lượng tích cực vào nhà mà không làm ảnh hưởng đến dòng chảy tài lộc. 2. Cây cối héo úa, biểu tượng của sự suy tàn. Cây cối mang lại sức sống, sự tươi mới và là biểu tượng của sự phát triển. Tuy nhiên, khi cây cối ở trước cửa nhà bị héo úa, chết khô, chúng không chỉ mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà còn trở thành biểu tượng của sự suy tàn, mất mát. Cây héo úa tạo ra một bầu không khí u ám, nặng nề, cản trở dòng chảy năng lượng tích cực vào nhà. Điều này có thể dẫn đến những hệ quả xấu cho sức khỏe, tài lộc của gia đình, khiến công việc không thuận lợi, cuộc sống gia đình gặp nhiều trắc trở. Trong phong thủy, việc duy trì cây cối xanh tốt trước cửa nhà là điều cần thiết để đảm bảo sự cân bằng năng lượng.
Cây cối tươi tốt không chỉ làm đẹp không gian mà còn thu hút tài lộc, may mắn, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Nếu cây trước cửa nhà của bạn bị héo úa, hãy thay thế chúng ngay bằng những cây mới, khỏe mạnh và phù hợp với môi trường xung quanh. Điều này không chỉ cải thiện phong thủy mà còn giúp tạo ra một không gian sống trong lành, giúp tinh thần thoải mái và cuộc sống trở nên thuận lợi hơn. 3. Rác thải tích tụ mang lại sự ô uế và năng lượng xấu. Cửa nhà chính là nơi đón nhận năng lượng từ bên ngoài vào nhà, và việc giữ cho khu vực này luôn sạch sẽ là vô cùng quan trọng. Rác thải tích tụ trước cửa nhà không chỉ gây mất vệ sinh, làm mất mỹ quan mà còn là nguồn gốc của năng lượng xấu, thu hút vận xui, bệnh tật và các vấn đề không mong muốn vào nhà. Khi rác thải bị tích tụ, nó sẽ làm cản trở dòng chảy của tài lộc, khiến cho tài lộc không thể vào nhà, dẫn đến sự trì trệ trong công việc, các dự định bị chậm trễ, và thậm chí là các mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên căng thẳng. Trong phong thủy, việc giữ khu vực cửa nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để thu hút năng lượng tốt. Bạn nên thường xuyên dọn dẹp rác thải, không để chúng tích tụ lâu ngày. Hãy nhớ rằng, một không gian sạch sẽ, thoáng đãng trước cửa nhà không chỉ mang lại sự dễ chịu, mà còn là yếu tố quan trọng để duy trì sự thịnh vượng, may mắn và sức khỏe cho cả gia đình. 4. Giày dép bừa bãi cản trở tài lộc và gây xung đột. Giày dép là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng nếu để giày dép bừa bãi, lộn xộn trước cửa nhà, nó sẽ cản trở dòng chảy của năng lượng tích cực, làm giảm tài lộc và gây ra sự xung đột, bất hòa trong gia đình. Giày dép để lộn xộn trước cửa không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn tạo ra cảm giác lộn xộn, thiếu trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy của ngôi nhà. Trong phong thủy, giày dép tượng trưng cho con đường, và nếu con đường này lộn xộn, rối ren thì cuộc sống của gia đình cũng sẽ gặp phải những trở ngại, khó khăn. Để cải thiện phong thủy và tạo điều kiện cho tài lộc, may mắn dễ dàng vào nhà, bạn nên sắp xếp giày dép một cách gọn gàng, có kệ hoặc tủ để giày dép trước cửa nhà. Điều này không chỉ giúp duy trì sự ngăn nắp, sạch sẽ mà còn thể hiện sự chào đón, làm cho ngôi nhà trở nên thân thiện hơn với các cơ hội tốt lành. 5. Chướng ngại vật trước cửa ngăn cản tài lộc và may mắn. Cửa chính được coi là miệng của ngôi nhà, nơi thu hút tài lộc và năng lượng tích cực. Do đó, việc có các chướng ngại vật như cột điện, tảng đá lớn, cây cối cao lớn hoặc bất kỳ vật thể nào chắn trước cửa chính đều là yếu tố cấm kỵ trong phong thủy. Những chướng ngại vật này không chỉ cản trở sự lưu thông của năng lượng mà còn chặn đứng dòng chảy của tài lộc và may mắn vào nhà. Điều này có thể dẫn đến sự đình trệ trong công việc, các mối quan hệ bị ảnh hưởng xấu và tài lộc khó có thể đến được với gia đình. Nếu trước cửa nhà bạn có bất kỳ chướng ngại vật nào, hãy xem xét việc loại bỏ hoặc di chuyển chúng đi nơi khác để mở đường cho tài lộc và năng lượng tích cực. Nếu việc di dời các chướng ngại vật này không khả thi, bạn có thể xem xét việc sử dụng các biện pháp phong thủy như treo chuông gió, đặt bát quái để hóa giải năng lượng xấu, giúp cải thiện phong thủy cho ngôi nhà. 6. Đồ trang trí sắc nhọn mang lại sát khí và xui xẻo. Những đồ trang trí sắc nhọn như dao, kiếm, mũi tên hoặc các vật dụng có hình dáng nhọn khác nếu đặt gần cửa chính có thể mang lại sát khí, xui xẻo cho gia đình. Trong phong thủy, các vật phẩm sắc nhọn được coi là mang lại năng lượng tiêu cực, gây ra sự căng thẳng, xung đột và thậm chí là các tai họa bất ngờ. Đặc biệt, nếu những vật dụng này đối diện trực tiếp với cửa chính, chúng sẽ cản trở dòng chảy của tài lộc và may mắn vào nhà. Thay vào đó, bạn nên chọn những vật phẩm trang trí có hình dáng mềm mại, tròn trịa, mang ý nghĩa tốt lành để đặt gần cửa chính. Những vật phẩm này không chỉ giúp trang trí ngôi nhà mà còn thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự bình an và thịnh vượng cho gia đình. 7. Đồng hồ chết, biểu tượng của sự ngưng trệ và mất mát. Đồng hồ là biểu tượng của thời gian, sự liên tục và sự vận động không ngừng. Tuy nhiên, khi đồng hồ chết hoặc không chạy, nó lại trở thành biểu tượng của sự ngưng trệ, trì hoãn và mất mát. Việc để một chiếc đồng hồ chết trước cửa nhà có thể gây ra những tác động tiêu cực đến phong thủy, làm ngưng trệ tài lộc, cản trở các cơ hội tốt và thậm chí mang lại xui xẻo cho gia đình. Để tránh những hậu quả không mong muốn, bạn nên kiểm tra thường xuyên và đảm bảo rằng đồng hồ trước cửa nhà luôn hoạt động tốt. Nếu phát hiện đồng hồ chết, hãy thay pin hoặc sửa chữa ngay lập tức.
Điều này không chỉ giúp duy trì sự liên tục trong dòng chảy năng lượng mà còn mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình. 8. Biển số nhà bị mờ làm giảm sự nhận biết và giao tiếp. Biển số nhà là vật dụng quan trọng giúp nhận diện ngôi nhà và là yếu tố không thể thiếu trong phong thủy. Khi biển số nhà bị mờ, rỉ sét hoặc hỏng hóc, nó không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn làm giảm sự nhận diện, gây khó khăn trong giao tiếp, đặc biệt là với các cơ hội mới đến với gia đình. Một biển số nhà bị mờ có thể làm mất đi sự kết nối với thế giới bên ngoài, khiến cho tài lộc khó mà tìm đến, thậm chí là mang lại sự cô lập, khó khăn trong công việc và cuộc sống. Để đảm bảo tài lộc và vận may luôn đến với gia đình, bạn nên thường xuyên kiểm tra và thay thế biển số nhà nếu phát hiện có dấu hiệu hư hỏng. Một biển số nhà rõ ràng, sáng sủa không chỉ giúp nhận diện dễ dàng mà còn là yếu tố phong thủy quan trọng, giúp thu hút năng lượng tích cực và các cơ hội tốt lành. 9. Cửa chính bị kẹt hoặc hỏng cản trở tài lộc và gây rắc rối. Cửa chính là nơi thu hút tài lộc và năng lượng vào nhà, vì vậy việc cửa chính bị kẹt, khó mở hoặc hỏng hóc là một trong những điều tối kỵ trong phong thủy. Một cửa chính không hoạt động tốt có thể làm cản trở dòng chảy của tài lộc, làm chậm trễ các cơ hội tốt và thậm chí mang lại xui xẻo, rắc rối cho gia đình. Cửa chính cũng là biểu tượng của sự đón nhận, vì vậy một cửa chính bị kẹt hoặc hỏng có thể khiến gia đình bạn khó đón nhận được những điều tốt lành và may mắn. Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng cửa chính, đảm bảo rằng nó luôn hoạt động trơn tru, dễ mở và không có dấu hiệu hư hỏng. Một cửa chính khỏe mạnh, vững chắc không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà mà còn là yếu tố quan trọng giúp thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng đến với gia đình. Cửa nhà là nơi đón nhận mọi năng lượng từ bên ngoài, và vì vậy, việc giữ gìn và bảo vệ không gian này là vô cùng quan trọng trong phong thủy. Bằng cách tránh để những vật phẩm cấm kỵ như gương đối diện cửa chính, cây cối héo úa, rác thải tích tụ, giày dép bừa bãi, chướng ngại vật trước cửa, đồ trang trí sắc nhọn, đồng hồ chết, biển số nhà bị mờ và cửa chính bị kẹt hoặc hỏng, bạn sẽ giúp ngôi nhà của mình luôn được bảo vệ, thu hút tài lộc và vận may, đồng thời tránh được những điều không may mắn. Hãy luôn chú ý và cẩn trọng trong việc sắp xếp và bảo quản không gian trước cửa nhà, bởi đây chính là điểm khởi đầu cho mọi sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc của gia đình. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy sẽ giúp bạn và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, thành công và đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Với những kiến thức phong thủy quý báu này, hy vọng bạn sẽ tìm ra những phương pháp thích hợp để bảo vệ ngôi nhà của mình, mang lại hạnh phúc và tài lộc cho gia đình. Nhớ rằng, mỗi chi tiết nhỏ trong việc bài trí và bảo quản không gian sống đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với vận mệnh của bạn và những người thân yêu. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của các yếu tố tâm linh và phong thủy đối với cuộc sống hàng ngày. Dù bạn có tin hay không, những nguyên tắc và vật phẩm phong thủy từ lâu đã được người xưa sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi những năng lượng tiêu cực, tà khí và những điều không may mắn. Đặc biệt, khi chúng ta phải đối mặt với những hoàn cảnh đặc biệt như tham dự đám tang, đến những nơi có nhiều năng lượng âm, hoặc đơn giản là khi cảm thấy bản thân đang bị vận xui bám đuổi, việc mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy để xua đuổi tà khí và bảo vệ mình trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn khám phá 7 vật phẩm phong thủy mạnh mẽ mà bạn nên mang theo bên mình để tránh bị quấy phá bởi những năng lượng tiêu cực, tẩy sạch vận xui và bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh. Đây không chỉ là những vật phẩm mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là những bảo bối giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. 1. Chuỗi hạt phong thủy, lá bùa hộ mệnh xua đuổi tà khí. Chuỗi hạt phong thủy, đặc biệt là chuỗi hạt làm từ đá quý tự nhiên như thạch anh, mã não, hoặc đá mắt hổ, từ lâu đã được coi là một vật phẩm phong thủy có khả năng xua đuổi tà khí và bảo vệ người đeo khỏi những năng lượng xấu. Những viên đá quý này không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn mang trong mình năng lượng mạnh mẽ từ thiên nhiên, giúp cân bằng năng lượng cơ thể và tạo ra một lớp bảo vệ vô hình quanh bạn. Khi tham dự đám tang hoặc đến những nơi có nhiều năng lượng âm, việc đeo một chuỗi hạt phong thủy có thể giúp bạn giữ được sự bình an, tránh xa những rủi ro không mong muốn và không bị người âm theo quấy phá. Đặc biệt, chuỗi hạt phong thủy còn có khả năng tẩy sạch vận xui, mang lại may mắn và bình an cho người đeo. Để tăng cường hiệu quả,
bạn nên chọn chuỗi hạt được làm từ những loại đá hợp với mệnh của mình, giúp tối ưu hóa năng lượng bảo vệ. 2. Lá bùa phong thủy, vật phẩm bảo vệ mạnh mẽ. Lá bùa phong thủy từ lâu đã là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong văn hóa tâm linh của nhiều quốc gia. Lá bùa thường được yểm bằng những câu chú hoặc linh vật đặc biệt, mang lại sức mạnh bảo vệ mạnh mẽ cho người sở hữu. Khi bạn mang theo một lá bùa phong thủy bên mình, đặc biệt là khi đến những nơi như nghĩa trang, đền chùa hay đám tang, nó sẽ giúp bạn tránh được những tà khí, âm khí và những điều xui xẻo có thể bám theo. Lá bùa có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như giấy, vải, hoặc kim loại, và thường được thầy phong thủy hoặc thầy cúng yểm chú để tăng cường sức mạnh. Điều quan trọng là bạn cần giữ lá bùa ở nơi kín đáo, gần gũi với cơ thể, chẳng hạn như trong ví, túi xách hoặc đeo trên cổ để phát huy tối đa công dụng bảo vệ của nó. 3. Ngọc bội, bảo vật mang lại bình an và tài lộc. Ngọc bội là một trong những vật phẩm phong thủy được ưa chuộng nhất, không chỉ bởi vẻ đẹp sang trọng mà còn bởi ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà nó mang lại. Ngọc bội được xem là biểu tượng của sự trường thọ, bình an và may mắn. Người ta tin rằng, khi mang theo ngọc bội bên mình, bạn sẽ được bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực, tà khí và sự quấy phá của người âm. Đặc biệt, ngọc bội còn có khả năng thu hút tài lộc, giúp bạn thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Khi bạn cảm thấy bản thân đang gặp nhiều vận xui, hay phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn như tham dự đám tang, ngọc bội sẽ là vật phẩm phong thủy giúp bạn cảm thấy an tâm hơn, tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc xung quanh bạn. Bạn nên chọn ngọc bội làm từ ngọc tự nhiên, hợp mệnh để phát huy tối đa công dụng của nó. 4. Đồng xu cổ, biểu tượng của sự bảo vệ và may mắn. Đồng xu cổ, đặc biệt là những đồng xu phong thủy, từ lâu đã được sử dụng như một vật phẩm mang lại may mắn và xua đuổi tà khí. Trong phong thủy, đồng xu cổ không chỉ biểu tượng cho sự giàu có và thịnh vượng mà còn được coi là lá bùa bảo vệ mạnh mẽ trước những năng lượng xấu. Khi bạn mang theo đồng xu cổ bên mình, đặc biệt là trong những dịp cần đối mặt với những nơi mang năng lượng âm, nó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi những tác động tiêu cực và tẩy sạch vận xui. Đồng xu cổ thường được treo trên dây chuyền, để trong ví tiền hoặc mang theo bên mình như một vật phẩm bảo vệ. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn có thể chọn những đồng xu được yểm bùa, mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, hoặc những đồng xu có hình tròn với lỗ vuông ở giữa, tượng trưng cho sự kết nối giữa trời và đất. Việc mang theo đồng xu cổ không chỉ giúp bạn cảm thấy an toàn mà còn mang lại sự bình an, may mắn trong cuộc sống hàng ngày. 5. Túi thơm thảo mộc, sự bảo vệ từ thiên nhiên. Túi thơm thảo mộc là một vật phẩm phong thủy mang theo nhiều loại thảo dược có khả năng xua đuổi tà khí và thanh tẩy không gian. Những loại thảo mộc như ngải cứu, hương thảo, bạch đàn và oải hương từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền và phong thủy để bảo vệ cơ thể khỏi những năng lượng xấu, giúp tinh thần thư thái và tẩy sạch vận xui. Túi thơm có thể được làm từ vải lụa hoặc vải lanh, bên trong chứa những loại thảo mộc đã được sấy khô và yểm bùa để tăng cường công dụng. Khi đi đến những nơi mang năng lượng âm, như đám tang hay những địa điểm tâm linh, việc mang theo túi thơm thảo mộc sẽ giúp bạn tránh được những ảnh hưởng tiêu cực và giữ được sự bình an trong tâm hồn. Túi thơm thảo mộc còn có thể được treo trong xe hơi, phòng ngủ, hoặc đặt trong túi xách để mang lại sự bảo vệ liên tục. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn những loại thảo mộc phù hợp với cơ địa và mệnh của mình, giúp tối ưu hóa khả năng bảo vệ. 6. Đá hồ ly, vật phẩm phong thủy hộ mệnh. Đá hồ ly là một trong những vật phẩm phong thủy được yêu thích nhất bởi những người tin vào sức mạnh của đá quý và năng lượng tâm linh. Đá hồ ly thường được chạm khắc thành hình hồ ly, một linh vật trong truyền thuyết có khả năng biến hóa và bảo vệ con người khỏi những điều xấu xa. Khi mang theo đá hồ ly bên mình, bạn sẽ được bảo vệ khỏi tà khí, ngăn chặn sự quấy phá của người âm và tẩy sạch vận xui. Đá hồ ly không chỉ giúp xua đuổi những năng lượng tiêu cực mà còn được cho là có khả năng thu hút tình yêu, duy trì mối quan hệ hạnh phúc và mang lại sự thành công trong công việc. Đá hồ ly có thể được đeo như một mặt dây chuyền, vòng tay hoặc để trong túi xách để phát huy hiệu quả bảo vệ. Bạn nên chọn đá hồ ly có màu sắc và loại đá phù hợp với mệnh của mình để tối đa hóa công dụng. 7. Tượng Phật nhỏ, sự bảo hộ tâm linh. Mang theo một tượng Phật nhỏ bên mình được xem là cách để mang lại sự bảo hộ tâm linh mạnh mẽ.
Tượng Phật là biểu tượng của trí tuệ, từ bi và sự bảo vệ thiêng liêng. Khi bạn mang theo một tượng Phật, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an, tâm trí sáng suốt và lòng từ bi trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, khi đến những nơi có năng lượng âm như đám tang hoặc nghĩa trang, tượng Phật sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin, tránh bị quấy phá bởi người âm và loại bỏ tà khí. Tượng Phật nhỏ có thể được mang trong ví, túi xách hoặc đeo như một mặt dây chuyền. Việc mang theo tượng Phật không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm mà còn mang lại phước lành, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được sự thịnh vượng trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, việc phải đối mặt với những năng lượng tiêu cực, tà khí và những điều không may mắn là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi chúng ta tham gia vào những sự kiện như đám tang hoặc đến những nơi có nhiều năng lượng âm. Tuy nhiên, bằng cách mang theo những vật phẩm phong thủy như chuỗi hạt phong thủy, lá bùa, ngọc bội, đồng xu cổ, túi thơm thảo mộc, đá hồ ly và tượng Phật nhỏ, bạn có thể bảo vệ bản thân, tẩy sạch vận xui và duy trì sự bình an trong tâm hồn. Những vật phẩm này không chỉ mang lại sự bảo vệ mà còn giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Hãy chọn cho mình những vật phẩm phong thủy phù hợp và mang theo bên mình để luôn được bảo vệ và dẫn dắt bởi những năng lượng tích cực, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được sự thịnh vượng, hạnh phúc trong cuộc sống. Việc hiểu và áp dụng phong thủy không chỉ là cách bảo vệ bản thân mà còn là một phương pháp để tối ưu hóa năng lượng, thu hút những điều tốt lành và đạt được thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng từng có những giấc mơ, những mảnh ghép bí ẩn từ tiềm thức mà đôi khi chúng ta không thể hiểu hết. Có những giấc mơ mang đến niềm vui, hy vọng, nhưng cũng có những giấc mơ lại khiến ta lo lắng, sợ hãi. Những giấc mơ ấy, liệu có phải chỉ là sự phản ánh của tâm trạng và sự kiện hàng ngày, hay còn mang trong mình những điềm báo từ vũ trụ, từ cõi tâm linh xa xôi? Mơ thấy răng rụng hoặc tóc bị cắt. Giấc mơ này không hiếm gặp và thường mang lại cảm giác lo lắng cho người mơ. Theo quan niệm dân gian, răng và tóc là những phần quan trọng của cơ thể, tượng trưng cho sức khỏe và sự sống. Khi mơ thấy răng rụng hoặc tóc bị cắt, điều này có thể ám chỉ sự mất mát, tổn thương về thể chất hoặc tinh thần. Đặc biệt, đây có thể là điềm báo rằng người thân của bạn sắp gặp phải tai nạn hoặc bệnh tật nghiêm trọng. Đừng bỏ qua giấc mơ này, hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình, đồng thời cẩn trọng hơn trong mọi việc. Mơ thấy mình đang bị rơi. Giấc mơ thấy mình rơi từ một độ cao lớn, cảm giác lơ lửng, không trọng lực, thường mang lại cảm giác hoảng sợ. Giấc mơ này thể hiện sự bất an, lo lắng về tương lai hoặc những áp lực lớn trong cuộc sống hiện tại. Nó cũng có thể là lời cảnh báo rằng bạn sắp đưa ra một quyết định quan trọng, và quyết định đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng, tránh những hành động vội vàng để không rơi vào tình trạng sai một ly, đi một dặm. Mơ thấy nhà cửa bị hư hỏng. Nhà là nơi che chở, bảo vệ chúng ta khỏi những nguy cơ bên ngoài. Khi mơ thấy nhà cửa bị hư hỏng, như tường bị nứt, mái nhà bị dột, điều này có thể là dấu hiệu rằng gia đình bạn sắp gặp phải khó khăn, rắc rối. Đặc biệt, giấc mơ này có thể ám chỉ tai nạn hoặc sự cố lớn sẽ xảy ra. Hãy chú ý kiểm tra và bảo dưỡng nhà cửa thường xuyên, đồng thời cẩn trọng hơn trong các hoạt động hàng ngày để phòng tránh rủi ro. Mơ thấy mình bị truy đuổi, sát hại. Giấc mơ bị truy đuổi bởi quái vật hoặc kẻ thù là một trong những giấc mơ phổ biến và gây ám ảnh. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp phải những áp lực, khó khăn mà không thể giải quyết được, dẫn đến cảm giác bất an và sợ hãi. Đừng để mình rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Hãy tìm cách giải tỏa, chia sẻ với người thân hoặc nhờ sự trợ giúp từ bạn bè, đồng nghiệp để tìm ra hướng giải quyết. Mơ thấy chăn, gối cháy, giường ngủ bị hỏng. Giấc mơ này thường liên quan đến tình cảm gia đình, đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng. Khi bạn mơ thấy chăn, gối bị rách, cháy hoặc giường ngủ bị hỏng, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy tình cảm vợ chồng đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Có thể là do hiểu lầm, xung đột hoặc sự thiếu quan tâm lẫn nhau. Đừng để giấc mơ này trở thành hiện thực. Hãy dành thời gian để nói chuyện, lắng nghe và cùng nhau giải quyết vấn đề để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mơ thấy chết và sinh nở. Mặc dù ông bà ta thường nói sinh dữ tử lành, nhưng khi giải mã giấc mơ,
điều này lại mang ý nghĩa ngược lại. Mơ thấy chết chóc có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang cảm thấy tuyệt vọng, mất mát trong cuộc sống hiện tại. Ngược lại, mơ thấy sinh nở và máu lại là điềm báo xấu về những chuyện không may sắp xảy ra, thậm chí là sự chia ly, tang thương. Hãy cẩn trọng và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những biến cố có thể xảy đến. Bổ sung nội dung để đủ độ dài. Mơ thấy nước lũ tràn vào nhà. Khi bạn mơ thấy nước lũ tràn vào nhà, điều này có thể là một điềm báo xấu về tài chính hoặc cảm xúc. Nước lũ thường tượng trưng cho cảm giác bị áp đảo, mất kiểm soát và có thể ám chỉ rằng bạn đang hoặc sẽ đối mặt với những khó khăn tài chính. Để phòng tránh, hãy kiểm soát chi tiêu, cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định tài chính lớn và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Mơ thấy mình bị mắc kẹt. Mơ thấy mình bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, như trong một căn phòng kín hay trong lưới, là một giấc mơ không mấy dễ chịu. Giấc mơ này thường ám chỉ rằng bạn đang cảm thấy bị kìm hãm, không thể tiến lên hoặc bị ràng buộc bởi những trách nhiệm, lo lắng hoặc sự áp lực từ công việc và cuộc sống. Điều cần làm là tìm cách tháo gỡ các vấn đề này, có thể thông qua việc chia sẻ với người thân hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Mơ thấy máu. Máu trong giấc mơ thường là một biểu tượng mạnh mẽ, ám chỉ sự sống, năng lượng và đôi khi là sự hy sinh. Tuy nhiên, nếu bạn mơ thấy máu một cách không tự nhiên, như máu chảy ra từ cơ thể bạn hoặc từ người khác, điều này có thể là điềm báo về sự mất mát hoặc sự tổn thương. Giấc mơ này có thể nhắc nhở bạn cần phải chú ý hơn đến sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Mơ thấy bị ngã xuống nước. Ngã xuống nước trong giấc mơ có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng thường liên quan đến cảm giác mất kiểm soát và sợ hãi. Nước thường tượng trưng cho cảm xúc và tiềm thức, và việc ngã xuống nước có thể ám chỉ rằng bạn đang bị áp đảo bởi cảm xúc tiêu cực hoặc sợ hãi một điều gì đó trong cuộc sống. Để giải quyết, hãy cố gắng đối mặt với những nỗi sợ hãi và tìm cách giải quyết các vấn đề cảm xúc. Trong phong thủy nhà ở, có những yếu tố trong nhà có thể chặn đứng đường tài lộc, khiến bạn dù có làm lụng vất vả đến đâu cũng không thể khấm khá được. Theo thầy phong thủy, có 5 thứ trong nhà nếu không được chú ý và xử lý kịp thời sẽ làm cho tài lộc của bạn trôi sạch sẽ, cuộc sống khó mà giàu sang phú quý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây để biết cách khắc phục và mang lại sự thịnh vượng, may mắn cho gia đình nhé. 1. Đồng hồ hư hoặc hết pin. Đồng hồ không chỉ là công cụ để xem giờ mà còn là biểu tượng của thời gian và sự liên tục. Khi đồng hồ trong nhà bị hư hoặc hết pin mà không được sửa chữa, nó sẽ mang lại những ảnh hưởng xấu đến tài lộc và sự thịnh vượng của gia đình. Ảnh hưởng đến sự nghiệp, đồng hồ hư có thể biểu trưng cho sự ngưng trệ, đình trệ trong công việc và sự nghiệp. Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc thăng tiến, không đạt được mục tiêu và ước mơ. Điều này có thể dẫn đến cảm giác bất an, lo lắng và mất định hướng. Sự may mắn bị gián đoạn, đồng hồ hư hoặc hết pin còn là dấu hiệu của sự gián đoạn, không liên tục. Điều này có nghĩa là may mắn và tài lộc của bạn sẽ bị ngắt quãng, không đều đặn, khiến bạn khó mà tích lũy được của cải. Cách khắc phục: hãy kiểm tra và thay pin đồng hồ định kỳ. Nếu đồng hồ bị hư, hãy sửa chữa hoặc thay mới ngay lập tức. Đảm bảo rằng đồng hồ luôn hoạt động tốt sẽ giúp dòng chảy tài lộc được liên tục và suôn sẻ. 2. Bát hương cắm nhang bị nứt, bụi bặm, bàn thờ bụi bặm. Bát hương và bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi thờ cúng tổ tiên và thần linh. Khi bát hương bị nứt, bụi bặm hoặc bàn thờ không được lau chùi sạch sẽ, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc và may mắn của gia đình. Sự kính trọng bị tổn thương, bát hương nứt và bàn thờ bụi bặm biểu thị sự thiếu kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi sự bảo hộ và may mắn từ các vị thần linh và tổ tiên. Tài lộc tiêu tan, bàn thờ và bát hương bị nứt, bụi bặm còn là dấu hiệu của sự tiêu tan tài lộc. Những năng lượng tích cực bị cản trở, khiến cho tiền bạc và của cải khó mà tích tụ lại. Cách khắc phục: hãy thay bát hương nếu bị nứt, đảm bảo luôn sạch sẽ và gọn gàng. Lau chùi bàn thờ thường xuyên, thay nước và dâng hương mới hàng ngày để giữ gìn sự thanh tịnh và tôn kính. 3. Vòi nước bị rò rỉ. Nước trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Khi vòi nước bị rò rỉ,
Điều này không chỉ lãng phí nước mà còn khiến tài lộc của bạn bị chảy ra ngoài, không thể giữ lại được. Lãng phí tài nguyên, vòi nước rò rỉ là dấu hiệu của sự lãng phí tài nguyên, tương ứng với việc bạn không biết cách quản lý tài sản và tiền bạc. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tài chính bất ổn và khó khăn. Mất mát tài lộc, sự rò rỉ của nước cũng tượng trưng cho việc tài lộc bị thất thoát, không thể tích lũy. Bạn có thể làm việc chăm chỉ nhưng lại không giữ được tiền bạc, dẫn đến cảm giác thất vọng và bất lực. Cách khắc phục, hãy kiểm tra và sửa chữa ngay lập tức nếu phát hiện vòi nước rò rỉ. Đảm bảo rằng hệ thống cấp nước trong nhà luôn hoạt động tốt và không có hiện tượng lãng phí. 4. Gầm giường, gầm tủ quá dơ, bụi bặm. Gầm giường và gầm tủ là những nơi dễ bị bỏ quên khi lau chùi nhà cửa. Tuy nhiên, đây lại là những vị trí quan trọng trong phong thủy. Khi những nơi này quá dơ, bụi bặm, chúng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc của bạn. Tích tụ năng lượng tiêu cực, bụi bặm dưới gầm giường và gầm tủ sẽ tích tụ năng lượng tiêu cực, gây ra cảm giác nặng nề, mệt mỏi và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Điều này cũng khiến cho năng lượng tích cực khó mà lưu thông, làm giảm đi sự thịnh vượng và may mắn. Cản trở tài lộc, khi những nơi này quá dơ, bụi bặm, chúng sẽ cản trở dòng chảy của tài lộc. Bạn có thể gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống, không thể thu hút được những cơ hội tốt. Cách khắc phục, hãy lau chùi gầm giường và gầm tủ thường xuyên. Đảm bảo rằng những nơi này luôn sạch sẽ và thoáng mát để dòng chảy năng lượng được lưu thông tốt, mang lại sự thịnh vượng và may mắn. 5. Gương trong nhà bị vỡ, nứt. Gương là vật dụng quan trọng trong phong thủy, được coi là công cụ giúp phản chiếu và tăng cường năng lượng tích cực. Khi gương bị vỡ hoặc nứt, điều này sẽ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến tài lộc và may mắn của bạn. Phản chiếu năng lượng tiêu cực, gương vỡ hoặc nứt sẽ phản chiếu năng lượng tiêu cực, gây ra những rối loạn và bất ổn trong cuộc sống. Bạn có thể gặp phải những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng đến công việc và tài chính. Mất mát tài lộc, gương vỡ cũng là dấu hiệu của sự mất mát tài lộc. Bạn có thể gặp nhiều khó khăn trong việc giữ gìn và tích lũy tiền bạc, dẫn đến tình trạng tài chính bấp bênh. Cách khắc phục, hãy thay gương ngay lập tức nếu phát hiện bị vỡ hoặc nứt. Đảm bảo rằng gương trong nhà luôn nguyên vẹn và sạch sẽ để phản chiếu những điều tốt đẹp và tăng cường năng lượng tích cực. Thầy phong thủy dạy, bảy vật trong nhà, cho mượn là gặp họa, mất sạch tài lộc, gia đình lụi bại. Phong thủy là một lĩnh vực truyền thống của văn hóa phương Đông, tập trung vào việc cân bằng năng lượng để tạo ra sự hòa hợp và thịnh vượng trong cuộc sống. Theo các nguyên tắc phong thủy, một số vật phẩm trong nhà không nên cho mượn vì chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc và sự bình yên của gia đình bạn. Dưới đây là 7 vật phẩm phong thủy quan trọng mà bạn tuyệt đối không nên cho mượn, cùng với giải thích chi tiết về tác động của chúng. 1. Dao và kéo. Dao và kéo là những công cụ sắc bén thường được sử dụng trong nhiều hoạt động hàng ngày. Trong phong thủy, chúng không chỉ là những công cụ vật lý mà còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lượng trong nhà. Dao và kéo có thể tạo ra sự xung đột và phân chia. Khi cho mượn dao hoặc kéo, bạn không chỉ đối mặt với nguy cơ mất mát tài sản mà còn có thể tạo ra sự bất ổn về tài chính và sự hòa hợp trong gia đình. Điều này bởi vì dao kéo có thể tượng trưng cho sự chia rẽ và xung đột. Để bảo vệ tài lộc và sự hòa khí, bạn nên giữ dao và kéo trong nhà và không cho mượn. 2. Tượng con cóc ngậm tiền. Tượng con cóc ngậm tiền, còn gọi là thiềm thừ, là biểu tượng phong thủy mạnh mẽ giúp thu hút tài lộc và may mắn. Con cóc ngậm tiền thường được đặt ở các vị trí quan trọng trong nhà hoặc văn phòng, như gần cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc, để thu hút sự giàu có và tài lộc. Tuy nhiên, khi bạn cho mượn tượng con cóc ngậm tiền, bạn có thể làm giảm khả năng thu hút tài lộc và may mắn mà nó mang lại. Tượng này không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực. Để duy trì tài lộc và sự thịnh vượng, hãy giữ tượng con cóc ngậm tiền trong nhà và không cho mượn. 3. Cây kim tiền. Cây kim tiền, còn được gọi là cây phát tài, là một loại cây phong thủy phổ biến với hình dáng giống như những đồng tiền. Cây kim tiền thường được trồng trong nhà để thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Cây này không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn giúp tăng cường năng lượng tài chính và may mắn. Khi cho mượn cây kim tiền,
bạn có thể làm giảm sự thịnh vượng và tài lộc trong không gian sống của mình. Cây kim tiền còn được biết đến với khả năng tạo ra sự hài hòa và cân bằng năng lượng trong không gian sống. Để bảo vệ tài lộc và sự thịnh vượng, hãy giữ cây kim tiền trong nhà và không cho mượn. 4. Tượng ngọc rồng. Tượng ngọc rồng là biểu tượng phong thủy mạnh mẽ của sự thịnh vượng, quyền lực và thành công. Rồng trong phong thủy thường được coi là một biểu tượng của sức mạnh và may mắn, giúp thu hút tài lộc và bảo vệ gia đình khỏi các thế lực xấu. Rồng có thể tạo ra một năng lượng tích cực mạnh mẽ trong không gian sống. Khi cho mượn tượng ngọc rồng, bạn có thể làm mất đi sự bảo vệ và tài lộc mà nó mang lại. Tượng ngọc rồng không chỉ mang đến may mắn mà còn giúp bảo vệ gia đình khỏi những rủi ro. Để duy trì sự thịnh vượng và bảo vệ tài lộc, hãy giữ tượng ngọc rồng trong nhà và không cho mượn. 5. Tượng cá chép. Tượng cá chép là một biểu tượng phong thủy được dùng để thu hút sự thành công và tài lộc. Cá chép đại diện cho sự kiên trì và thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong sự nghiệp. Trong phong thủy, cá chép còn được xem là biểu tượng của sự vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn. Khi cho mượn tượng cá chép, bạn có thể làm giảm sự may mắn và thành công mà nó mang lại. Tượng cá chép có thể tạo ra một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, giúp gia đình bạn đạt được những mục tiêu lớn. Để bảo vệ tài lộc và sự thịnh vượng, hãy giữ tượng cá chép trong nhà và không cho mượn. 6. Đĩa tiền ngọc. Đĩa tiền ngọc là một biểu tượng phong thủy của sự thịnh vượng và may mắn. Được làm từ ngọc hoặc đá quý, đĩa tiền ngọc thường được đặt ở các vị trí quan trọng trong nhà như bàn làm việc, kệ tủ, hoặc gần cửa ra vào để thu hút tài lộc. Đĩa tiền ngọc không chỉ là một vật phẩm trang trí đẹp mắt mà còn có khả năng tạo ra một nguồn năng lượng phong thủy tích cực. Khi cho mượn đĩa tiền ngọc, bạn có thể làm giảm hiệu quả phong thủy và làm mất đi tài lộc mà nó mang lại. Để duy trì sự thịnh vượng và may mắn, hãy giữ đĩa tiền ngọc trong nhà và không cho mượn. 7. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc thường được đặt trong nhà với mong muốn mang lại sự vui vẻ, hòa hợp và tài lộc. Phật Di Lặc, với nụ cười rộng lớn và hình dáng bụng lớn, tượng trưng cho sự hạnh phúc và tài lộc vô biên. Đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà có thể giúp gia đình bạn cảm thấy bình yên và thu hút năng lượng tích cực. Khi cho mượn tượng Phật Di Lặc, bạn có thể làm giảm sự may mắn và tài lộc mà nó mang lại. Để bảo vệ sự thịnh vượng và hòa khí trong gia đình, hãy giữ tượng Phật Di Lặc trong nhà và không cho mượn. Trong phong thủy, việc cho mượn những vật phẩm trong nhà không chỉ đơn thuần là hành động xã hội mà còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tài lộc và sự thịnh vượng của gia đình. Dao kéo, tượng con cốc ngậm tiền, cây kim tiền, tượng ngọc rồng, tượng cá chép, đĩa tiền ngọc và tượng Phật Di Lặc đều có thể tác động đến vận mệnh và tài chính của bạn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho mượn bất kỳ vật phẩm nào và giữ gìn tài sản của mình để bảo vệ sự hòa hợp và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, quý vị có biết thầy phong thủy dạy, có 5 cây phong thủy cứ trồng trước nhà là gặp họa nhưng trồng sau nhà giúp thu hút tài lộc, trấn giữ của cải cho gia đình. Phong thủy cổ xưa không chỉ liên quan đến việc bố trí không gian sống mà còn ảnh hưởng đến cách chúng ta sắp xếp cây cối quanh nhà. Có những loại cây mang năng lượng tích cực nếu được trồng ở đúng vị trí, nhưng lại gây xui xẻo nếu đặt sai chỗ. Theo thầy phong thủy, có 5 loại cây nếu trồng trước nhà có thể mang lại họa, nhưng nếu trồng sau nhà, chúng lại thu hút tài lộc và trấn giữ của cải cho gia đình. Hãy cùng khám phá những loại cây này và cách bố trí chúng để đạt hiệu quả tốt nhất theo phong thủy. 1. Cây tre. Cây tre từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự trường thọ và thanh lọc trong phong thủy. Tuy nhiên, nếu trồng cây tre trước nhà, nó có thể mang lại những rắc rối và xui xẻo do bộ rễ mạnh mẽ và tính chất thâm nhập sâu của nó. Tre có thể làm tổn hại đến nền móng của ngôi nhà và cản trở dòng chảy của năng lượng tốt vào nhà. Ngược lại, khi trồng tre sau nhà, cây tre sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu từ phía sau, đồng thời tạo ra một bức tường tự nhiên giúp giữ lại tài lộc và của cải cho gia đình. Tre cũng có thể tạo ra sự bình yên và ổn định cho ngôi nhà của bạn. 2. Cây dâu tằm. Cây dâu tằm, mặc dù có giá trị kinh tế cao và được sử dụng rộng rãi trong ngành dệt may, lại không phù hợp để trồng trước nhà theo phong thủy.
trồng cây dâu tằm trước nhà có thể mang lại những điều xui xẻo và bất ổn do cây này thường được liên kết với tang thương và sự mất mát trong văn hóa dân gian. Ngược lại, khi trồng cây dâu tằm sau nhà, nó sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu từ phía sau, đồng thời thu hút tài lộc và của cải cho gia đình. Cây dâu tằm còn có khả năng giúp gia đình bạn đạt được sự thịnh vượng và phát triển bền vững. 3. Cây mít. Cây mít, một loại cây ăn quả phổ biến ở nhiều vùng nhiệt đới, cũng không nên trồng trước nhà theo phong thủy. Cây mít có thân cây to lớn và bộ rễ phát triển mạnh, có thể làm tổn hại đến nền móng và cấu trúc của ngôi nhà. Hơn nữa, trái mít lớn và nặng có thể gây nguy hiểm nếu rơi từ trên cao xuống. Tuy nhiên, khi trồng cây mít sau nhà, nó sẽ giúp thu hút tài lộc và của cải từ phía sau, đồng thời giữ cho năng lượng tích cực ở lại trong không gian sống của bạn. Cây mít còn có thể tạo ra một bức tường bảo vệ tự nhiên cho ngôi nhà của bạn. 4. Cây đa. Cây đa là loại cây có bộ rễ lớn và mạnh mẽ, thường được trồng ở các đình chùa, miếu mạo và những nơi linh thiêng. Trồng cây đa trước nhà có thể gây ra sự xáo trộn năng lượng và mang lại những điều không may mắn do bộ rễ của nó có thể làm tổn hại đến cấu trúc của ngôi nhà và ngăn cản năng lượng tích cực vào nhà. Tuy nhiên, khi trồng cây đa sau nhà, nó sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu từ phía sau, đồng thời giữ lại tài lộc và của cải cho gia đình. Cây đa còn có khả năng tạo ra sự bình yên và ổn định cho ngôi nhà của bạn. 5. Cây bồ đề. Cây bồ đề, biểu tượng của sự giác ngộ và thanh tịnh trong Phật giáo, thường được coi là cây linh thiêng. Trồng cây bồ đề trước nhà có thể mang lại những rắc rối và xui xẻo do tính chất linh thiêng của nó có thể làm xáo trộn năng lượng và tạo ra sự bất ổn trong không gian sống. Ngược lại, khi trồng cây bồ đề sau nhà, nó sẽ giúp thu hút tài lộc và của cải từ phía sau, đồng thời bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu. Cây bồ đề còn có khả năng tạo ra sự bình an và thanh tịnh cho không gian sống của bạn. Việc chọn đúng vị trí trồng cây cối trong phong thủy không chỉ giúp cải thiện năng lượng của ngôi nhà mà còn mang lại nhiều lợi ích về tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Khi bạn hiểu và áp dụng những nguyên tắc phong thủy này, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong không gian sống của mình. Hãy luôn duy trì một không gian sống sạch sẽ, gọn gàng và hợp phong thủy để mang lại những điều tốt lành cho ngôi nhà của bạn. Phong thủy không chỉ là việc bố trí không gian sống mà còn bao gồm cả những hoạt động hàng ngày của gia đình. Việc trồng cây tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa phong thủy quan trọng. Bằng cách tránh trồng cây ở những vị trí không phù hợp, bạn có thể bảo vệ tài lộc và sức khỏe của gia đình, đồng thời tạo ra một không gian sống hài hòa và tích cực. Hãy chú ý đến những nguyên tắc này và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày để đảm bảo rằng gia đình bạn luôn gặp nhiều may mắn và bình an. Phong thủy là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và khoa học, mang lại sự hài hòa và cân bằng cho cuộc sống. Khi bạn hiểu và tôn trọng những nguyên tắc phong thủy, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong không gian sống của mình. Đừng coi thường những chi tiết nhỏ nhặt như việc trồng cây, bởi chúng có thể ảnh hưởng lớn đến vận may và hạnh phúc của gia đình bạn. Hãy luôn duy trì một không gian sống sạch sẽ, gọn gàng và hợp phong thủy để mang lại những điều tốt lành cho ngôi nhà của bạn. Quý vị thân mến, phong thủy, đặt bàn thờ. Trong văn hóa truyền thống, bàn thờ không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên mà còn là nơi thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình. Việc đặt bàn thờ không đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho vận mệnh của gia đình. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ về hai hướng đặt bàn thờ đại kỵ, cùng những lưu ý quan trọng khi đặt bàn thờ để đảm bảo gia đạo bình an, tài lộc thăng tiến. Tầm quan trọng của bàn thờ trong gia đình. Theo quan niệm truyền thống, tổ tiên giống như gốc cây đại thụ, nuôi dưỡng cành lá phát triển xanh tươi, tượng trưng cho sự phát triển của con cháu. Nếu không có tổ tiên duy trì nòi giống qua các thế hệ, thì con cháu hiện tại cũng không thể tồn tại. Tục thờ cúng tổ tiên không chỉ là cách ghi nhớ công ơn mà còn là việc chăm sóc cho cái gốc của mình. Gốc cây tốt thì cây mới có thể phát triển và ra hoa kết trái. Do đó, vận mệnh của gia đình cũng phần lớn phụ thuộc vào sự chăm sóc và tôn trọng đối với tổ tiên. Bàn thờ chính là nơi thể hiện lòng tri ân đối với tổ tiên và dạy dỗ con cháu về lòng hiếu đạo. Trong quá khứ, người Việt chủ yếu dựa vào nông nghiệp,
Vì vậy các lễ cúng thường liên quan đến nông nghiệp và được thực hiện vào các ngày lễ âm lịch như đêm giao thừa, mồng 1 Tết, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7 và các ngày giỗ. 1. Đặt bàn thờ sát bếp. Các chuyên gia phong thủy khuyến cáo rằng việc đặt bàn thờ gần bếp là không nên. Khu vực bếp thường tạo ra hỏa sát mạnh, vì bếp đại diện cho mệnh hỏa. Đặt bàn thờ gần khu vực này có thể gây ảnh hưởng xấu đến tổ tiên và bài vị, dẫn đến khó khăn trong cuộc sống của gia chủ. Ngoài ra, việc đặt bàn thờ sát bếp có thể làm giảm vận khí của gia đình, khiến tình cảm giữa các thành viên trở nên căng thẳng, dễ xảy ra mâu thuẫn, và công việc làm ăn cũng có thể gặp khó khăn. Khi bàn thờ đặt gần bếp, nhiệt độ và khói từ bếp có thể ảnh hưởng đến sự sạch sẽ và trang nghiêm của bàn thờ. Điều này không chỉ làm giảm sự tôn kính đối với tổ tiên mà còn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Để hóa giải, bạn nên tìm một vị trí khác cho bàn thờ, xa khu vực bếp và tránh những nơi có nhiệt độ cao. 2. Đặt bàn thờ gần tường nhà vệ sinh. Việc đặt bàn thờ gần tường nhà vệ sinh là điều đại kỵ trong phong thủy. Bàn thờ cần được đặt ở nơi thoáng khí, khô ráo, trong khi nhà vệ sinh lại ẩm ướt và chứa nhiều vi khuẩn. Đặt bàn thờ cạnh nhà vệ sinh có thể làm giảm lộc khí trong nhà và gây ảnh hưởng xấu đến sự trang nghiêm của nơi thờ cúng. Ngoài ra, cần tránh chuyển bàn thờ đến những vị trí tối tăm, ẩm thấp hoặc không sạch sẽ. Điều này không chỉ làm giảm sự tôn kính đối với tổ tiên mà còn không phù hợp với yêu cầu của nơi thờ cúng cần sự trang trọng và thoáng mát. Bàn thờ cần được đặt ở vị trí cao ráo và yên tĩnh, tránh xa những khu vực ồn ào và không sạch sẽ. Nếu bàn thờ đặt gần tường nhà vệ sinh, năng lượng xấu từ nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng đến sự thanh tịnh và linh thiêng của bàn thờ. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe và vận mệnh cho gia đình. Để khắc phục, bạn nên chọn một vị trí khác cho bàn thờ, đảm bảo nơi đó thoáng khí và trang nghiêm. Hướng đặt bàn thờ phù hợp với mệnh của gia chủ. Hướng đặt bàn thờ cũng cần phải hợp với hướng của gia chủ. Mặc dù hướng nhà có thể không hoàn toàn phù hợp, nhưng hướng bàn thờ nhất định phải phù hợp với mệnh của gia chủ để đảm bảo gia đạo hanh thông và gia đình hạnh phúc. Khi thay đổi hướng bàn thờ, cần xem xét kỹ lưỡng và tránh chuyển đến hướng xấu có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ. Đối với những người mệnh đông tứ trạch, bàn thờ nên hướng vào một trong bốn hướng sau: khảm, tốn, chấn, ly. Đây là những hướng tốt, giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn. Đối với những người mệnh tây tứ trạch, bàn thờ nên hướng vào các hướng đoài, càn, cấn, khôn. Những hướng này sẽ giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và công việc. Lưu ý khi đặt bàn thờ. Mệnh đông tứ trạch thì bàn thờ hướng vào một trong bốn hướng sau: khảm, tốn, chấn, ly. Mệnh tây tứ trạch thì bàn thờ nên hướng vào đoài, càn, cấn, khôn. Ngoài việc chọn hướng đặt bàn thờ phù hợp, bạn cũng cần chú ý đến cách bài trí bàn thờ. Bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, ngăn nắp và trang trọng. Trên bàn thờ, bạn nên đặt những vật phẩm như bát hương, lọ hoa, nến, đèn dầu và các phẩm vật cúng dâng lên tổ tiên. Những vật phẩm này không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp tạo ra năng lượng tích cực, mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Ý nghĩa của việc dâng hương hoa và phẩm vật. Ngoài việc dâng hương hoa và phẩm vật để thể hiện lòng thành kính, việc đặt bàn thờ cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bàn thờ chính là nơi thể hiện lòng tri ân đối với tổ tiên và dạy dỗ con cháu về lòng hiếu đạo. Trong quá khứ, người Việt chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vì vậy các lễ cúng thường liên quan đến nông nghiệp và được thực hiện vào các ngày lễ âm lịch như đêm giao thừa, mồng 1 Tết, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7 và các ngày giỗ. Dâng hương hoa và phẩm vật không chỉ là cách thể hiện lòng biết ơn mà còn là phương tiện để giao tiếp với tổ tiên. Khi dâng hương, chúng ta cầu nguyện tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình, mong họ mang lại bình an, may mắn và tài lộc. Hoa tươi và trái cây ngon trên bàn thờ biểu thị sự tươi mới, phát triển và thịnh vượng, giúp tạo ra không khí trang nghiêm và linh thiêng cho nơi thờ cúng. Cách chăm sóc bàn thờ để thu hút tài lộc. Để thu hút tài lộc và may mắn, bạn nên giữ bàn thờ luôn sạch sẽ, thoáng mát và trang nghiêm. Mỗi dịp lễ, hãy dâng lên bàn thờ những loại hoa tươi, trái cây ngon và phẩm vật tốt nhất.
Điều này không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp tạo ra năng lượng tích cực trong nhà. Đừng quên thắp hương và cầu nguyện tổ tiên, mong họ phù hộ độ trì cho gia đình luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Hãy thường xuyên lau dọn bàn thờ, thay nước trong lọ hoa và đảm bảo bát hương luôn sạch sẽ. Việc này không chỉ giúp duy trì sự thanh tịnh của bàn thờ mà còn thể hiện lòng kính trọng đối với tổ tiên. Mỗi khi thắp hương, hãy cầu nguyện với lòng thành kính và tin tưởng rằng tổ tiên sẽ nghe thấy và đáp lại lời cầu nguyện của bạn. Việc đặt bàn thờ đúng cách không chỉ là biểu hiện của lòng hiếu thảo mà còn là cách thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình. Hy vọng rằng những thông tin và gợi ý trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đặt bàn thờ và biết cách đặt bàn thờ sao cho đúng phong thủy. Hãy luôn trân trọng và chăm sóc bàn thờ của mình, để gia đạo luôn bình an và thịnh vượng. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.